Và tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và tiếp tục chương trình khuyến mại và giảm thêm cho anh em khi mua dòng sản phẩm Lactic S4 số 8 tại cửa hàng Tùng Audio. Với mẫu sản phẩm này bên em đã bán rất là chạy hàng và được anh em đánh giá khá là cao. Với phong hóa gia đình có một con vang cơ lai số Lactic S4 số 8 thực sự là quá tuyệt vời cho anh em, vừa hỗ trợ cho các bác có khả năng ca hát tốt, vừa hỗ trợ chống ngú cao và có hình thức đẹp mắt và chuyên nghiệp khi chúng ta sử dụng một con Lactic S4 số 8 với phong hóa gia đình. Và đương nhiên rồi, bên em sẽ có thêm một chương trình giảm giá nữa với mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8. Với mức giá hiện tại bên em sẽ xả xuống chỉ còn 1.350.000 đồng và bao ship tặng đầy đủ giấy gắp cho các bác khi mua mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8. Và chương trình này thì em cũng sẽ áp dụng cho các bác và anh em từ nay cho đến hết tháng 6. Với mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8 sẽ có phiên bản màu đen cho anh em sử dụng phòng hát gia đình để dễ dàng phối đồ với những trang thiết bị đồng màu. Và với Lactic S4 số 8 có rất nhiều các tính năng. Và dòng này thì đang là một mẫu vang cơ lai số thực sự là rất là hot ở trên thị trường. Với Lactic S4 số 8, mặt màn hình sẽ hiển thị các phần thông số chức năng khi các bác căn chỉnh. Và có tất cả các đường dây kết nối lấy nhạc, bao gồm cổng cắm USB, Bluetooth, cổng quang, đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau để anh em có thể lấy nhạc trực tiếp cấp vào với mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8 để cấp nhạc cho ra anh em có thể nghe nhạc và hát cao khi gia đình. Tuyệt đỉnh với mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8 ở đây. Và hơn nữa thì với các phím chức năng các bác anh em nhìn thấy ở phần mặt giữa này là các phần chức năng để các bác có thể thao tác chỉnh bằng cơ, có nghĩa là các bác sử dụng luôn cái phần tô vít hai cạnh bên em đã tặng kèm cho các bác để các bác căn chỉnh chi tiết với những trang thiết bị âm thanh các bác ghép với mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8 ở đây, hoặc là các bác có thể để bên em căn chỉnh trước, bên em sẽ làm sao để cho các bác khi nhận hàng về chúng ta chỉ cần ghép đối với cục đẩy hoặc là với âm ly là các bác có thể trải nghiệm âm thanh tốt nhất rồi, không cần phải thao tác quá khó khăn ở trên máy nữa. Dòng này thì có rất nhiều tính năng, em sẽ liệt kê một vài tính năng cơ bản và đặc biệt nhất của mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8 cho anh em khách hàng nhé. Bao gồm hai cổng delay tương ứng với hai loa delay và repeat là tính năng echo dành cho anh em nào muốn hát nhiều hơn về cái chất giọng echo vang nhạc. Còn có tính năng reverb time và reverb âm lượng tổng ở đây. Reverb time là reverb không gian, còn reverb âm lượng tổng thì các bác thì em chỉ cần căn chỉnh làm sao cho cái tính năng reverb nó phù hợp, nó tô giọng cho các bác và anh em một chút là được. Và anh em nào muốn hát dễ dàng mà hát hay nhất thì chúng ta nên sử dụng nhiều hơn về tính năng echo. Có các tần số cao của reverb và các giải bass chép cho phần effect EQ, bass mic chép cho phần mic và nhạc để các bác tự căn chỉnh theo những cặp loa này, theo mic các bác anh em đang sử dụng. Và ngoài ra thì có thêm chức năng cắt súp trực tiếp và âm lượng tổng súp ở trên mặt trước các bác nhé. Rất ít dòng vang họ sẽ để mặt trước, thường thường thì dòng vang họ sẽ để phần cắt súp và âm lượng tổng súp ở mặt sau. Thế nên là anh em nào mà để tủ đồ, chúng ta rất ngại trong việc chúng ta thò tay ở phía mặt sau để nó cắt súp. Nhưng mà với dòng Lactic S4 số 8 thì sẽ có hai phần cắt súp mặt trước rồi, nên anh em nào sử dụng súp chúng ta thao tác đơn giản hơn rất nhiều. Và có 3 phím volume được thiết kế có đèn led bao gồm mic, effect, âm lượng nhạc để các bác căn chỉnh với volume là sao nó hài hòa và phù hợp khi chúng ta nghe nhạc hoặc là hát karaoke gia đình chuyên nghiệp. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm một chút chất âm đến từ mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8 thì thực sự con này em cảm thấy quá tuyệt vời từ mức giá thành cho đến hình thức. Còn phần chất âm thì rất nhiều video em làm video test cho các bác về tiếng chất âm của em Lactic S4 số 8 rồi. Thực sự là rất hợp lý cho anh em để anh em ghép đối với tất cả trang thiết bị như cục đẩy, âm ly hoặc là với loa kéo nữa. Chất âm đến từ mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8. Thực sự là dòng này anh em có thể nghe nhạc hết sức hay các bạn. Và cái dòng này thì các bác có thể thấy là khi chúng ta đánh với những cặp loa, tiếng nhạc ra sáng, khỏe, đều đẹp và không có hiện tượng nhiễu hay hiện tượng vấp, tiếng nhạc không bị ồn, không bị ảnh hưởng đến loa đúng không ạ. Dòng này thì anh em có thể sử dụng hai mục đích cá nhân rồi. Dùng mục đích đầu tiên đó chính là nghe nhạc, và mục đích thứ hai là quan trọng hơn, đó chính là phần hát karaoke. Bây giờ em thử cho các bác về tính chất lượng âm thanh vang nhại của mẫu sản phẩm Lactic S4 số 8, cũng như là em test luôn chức năng chống ngú đến từ nhà phân phối này. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, các bạn đã được nghe qua với tiếng chất âm thanh của một sản phẩm Lactic S4 số 8. Thực sự là em
thấy rất là chất lượng với mỗi sản phẩm loại đặc tích em số 8 dòng vang cơ lai số thế hệ mới, tiếng chất lượng echo ra ngọt ngào kết hợp với tính năng reverb sắc nét cho anh em. Anh em có thể tự hát theo hai chế độ echo hoặc là reverb. Với những anh em mà muốn hát hay hơn, muốn đang hát kém, chúng ta muốn sử dụng thêm nhiều tính năng echo, các bác có thể căn chỉnh ở đây. Còn nếu như anh em nào có chất giọng tốt rồi thì chúng ta sử dụng nhiều hơn về tính năng reverb và hỗ trợ cho anh em trong việc chúng ta ghép đối với âm ly hoặc là với cục đẩy hết sức dễ dàng. Em qua tiền đây thì em cũng hướng dẫn cho một vài anh em khi chúng ta nhận hàng với mẫu sản phẩm LS Optic S bù số 8 khi các bác nhận hàng tại cửa hàng Tùng Audio cách ghép đối với âm ly cục đẩy nhá. Cũng khá là đơn giản thôi. Với những mẫu sản phẩm như thế này khi các bác nhận hàng tại nhà em ấy, thì bên em sẽ tặng cho các bác đôi dây. Ví dụ như các bác sử dụng với âm ly thì bên em sẽ tặng cho các bác anh em một đôi dây, một đầu ca lông và một đầu hoa sen như thế này để các bác về ghép nối và em hướng dẫn trực tiếp luôn. Để về các bác có thể tự xem video bên em để về chúng ta tự ghép nối trực tiếp với âm ly hoặc cục đẩy các bác đang sử dụng nhé. Và cái việc ghép nối thì khá đơn giản. Đây đầu tiên thì các bác nhìn thấy em đang cắm hai cổng ca lông vào cổng L output và L output ở đây. Còn cổng sup anh em lưu ý là chúng ta bỏ lại nhé. Nếu như anh nào sử dụng sup thì chúng ta mới sử dụng cổng này thôi. Còn thông thường thì anh em sẽ sử dụng hai cổng L output và L output của vang và luôn luôn là phải cắm đầu ca lông rồi. Và hai đầu còn lại thì sao? Hai đầu còn lại sẽ là hai đầu dây hoa sen và hai đầu dây hoa sen đấy. Các bác sẽ cắm cho em vào cổng A hoặc là cổng B của âm ly các bác nhá. Đây ví dụ như anh em cắm cổng A thì anh em cắm song song cho em. Rồi các bác cắm cổng B, các bác cũng phải cắm song song cho em cổng B nhé. Ngoài ra thì các bác phải chuyển đổi cổng tín hiệu ở mặt trước của âm ly. Có nút chuyển cổng, một là các bác lấy cổng A, hai là các bác lấy cổng B, đều được cả. Và cuối cùng là các bác sẽ lấy đường dây tín hiệu vào đường AUX của vang. Anh em có thể sử dụng đường dây trắng đỏ các bác thường sử dụng cắm vào âm ly ấy. Chúng ta rút ra rồi thì chúng ta sẽ ghép trực tiếp vào đường AUX1 hoặc AUX2 ở đây. Đấy, cứ cắm song song vào em 1 hoặc 2. À, đồng thời các bác cũng chuyển input cho em sang đúng cổng các bác và em đã lấy tín hiệu, hoặc là anh em có thể sử dụng đường dây cổng quang này, đường dây anten bluetooth để chúng ta bắt tín hiệu với điện thoại này, hoặc đường dây của cổng coaxial. Ok, và với những anh em sử dụng với cục đẩy thì sao? Với cục đẩy thì khá đơn giản, thậm chí là đơn giản hơn rất là nhiều, bởi vì cục đẩy thì các bác chỉ cần cắm như này giúp em thôi, không cần phải chuyển đầu tín hiệu cổng mặt trước giống như việc âm đi. Đây các bác sẽ sử dụng hai đầu dây ca lông, bên em sẽ tặng cho bác đó là hai đầu dây ca lông đực và cái, thì các bác lưu ý luôn luôn phải cắm cổng R trước thôi, RL trước thôi. Đấy, ở vang thì các bác cắm cho em RL và xuống âm ni thì các bác, xuống cục đẩy các bác cắm cho em đường set 1, set 2 nhé. Hoặc là cũng có ký hiệu một vài cục đẩy sẽ ký hiệu là set A hoặc là set B. Input, đấy, bác lưu ý cứ từ out của vang chúng ta ghép nối vào in của cục đẩy các bác nhé. Và đường đi tín hiệu vẫn như vậy, các bác vẫn lấy cho em vào đường AUX1 hoặc AUX2 nếu như anh em sử dụng đầu dây trắng đỏ. Và nếu như anh em sử dụng đường cổng quang hay là bluetooth thì qua kết nối trực tiếp vào các cái đường cổng ở đây thôi, chuyển đường tín hiệu đúng là mặt trước cho em. Ok, và các bác đã thấy em đang có chương trình khuyến mại với mẫu sản phẩm này, bên em giảm xuống cho anh em một chút nữa với mức giá hiện tại bên em khuyến mại cho các bác cái khách hàng đó là 1.350.000 đồng, bao ship toàn quốc, tặng đầy đủ giấy giác và có chế độ bảo hành lên tới 1 năm, 30 ngày đầu anh em sử dụng có vấn đề gì, hỏng hóc hoặc có do lỗi của nhà sản xuất bên em sẽ đổi mới cho bác và anh em trang thiết bị khác. Và vui lòng điện thoại theo số điện thoại là bên em là 0979629336 để hưởng ngay mức giá ưu đãi nhất và khuyến mại đặc biệt bên em 1.350.000 đồng dòng sản phẩm Arctic LS S48 các bác nhé. Video của em xin dừng lại tại đây, hẹn lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.